Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. một mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh. gọi ngay bốn để đặt hàng. Lê Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. À, em gửi lời chào đến chị Lan. Qua một mùa nghỉ Noel đến mùa nghỉ Tết là một Đúng năm không? đó, chị em mình không gặp <laughs> nhau một năm. Nói qua nói lại là hôm nay đã là ngày 5 tây tháng duyên rồi, năm tây dạ, tháng 1 tháng... rồi. Mình còn khoảng chừng 5 tuần lễ nữa là bắt đầu Tết mười dạ. tám tây tháng giêng thì sẽ là hội chợ tết ở ngay phước lộc thọ nhiều mà quý vị ở xa đó có thể sắp xếp thời gian để quý vị về dự chợ tết ở đây rồi năm nay thì tết lại kéo dài từ giao thừa là tối thứ sáu rồi đến mùng 1 và thứ bảy mùng 2 là chủ nhật cho nên cái thời gian rất là đẹp để cho những người ở xa có thể về đây để mà dự tết đúng không dạ vâng à, thì em thấy là cái khung giờ mà ở ngoài phước lộc thọ cái cái chợ tết đó, thưa quý vị thì nó từ làm ngày 20 ngày 18 tháng 1 hồi nãy chị Lan nói cho đến ừ. ngày 8 đây, tháng 2 thật ra cũng thời gian kéo dài để cho tất cả quý vị nào chúng ta ở tiểu bang xa chúng ta có thể tham dự rồi Lido Sài Gòn TV cũng làm rất là nhiều chương trình trong cái dịp Tết này à chị Lan mình chị Lan có có thể là mà nói một vài chương trình Như năm năm dạ. nào cũng vậy năm nay thì quý vị sẽ thấy chương trình Tết rộng rã lắm tại vì đã nói nó nhiều rơi vào khi nào tuần nào mà rơi vào cuối tuần thì cũng đều có hết ngoài chuyện là ngày 4 tây tháng 2 thì là chương trình bánh trưng bánh tét ở ngay Phước Lộc Thọ À, gói lên coi mọi người thì gói rất là dễ thương xong rồi trưng bày mâm ngũ quả rồi thi thời trang áo dài vân vân rồi đồng thời quý vị vẫn có thể là đi đi chợ tết ở ngay phía trước đó à, rồi xong rồi ngay dịp tết từ thứ sáu thứ bảy chủ nhật của cái 30 mươi mùng một mùng hai đó thì ở đây vừa có là chương trình đón giao thừa của liều sài gòn tv nè rồi chương trình phố hoa ở đường men ở gần rose nè rồi à, mùng 1, mùng 2, rồi chương trình à, đặc biệt à, của Lý Đô Sài Gòn TV cùng với Chùa Bảo Quang vào sáng ngày mùng 1 nè. À, sáng kéo dài đến chiều luôn. Rồi xong rồi diễn hành Tết nè. Rất rất là sơm tụ rồi hội trợ Tết sinh viên nữa. Cho nên là ai mà ở đây thì cái cái không khí Tết nó không thua gì ở uh, Việt, Việt Nam, Nam hết. Mà ở đây rộn rã hơn một cái nữa đó là đốt pháo. Yeah. À, mặc dù đốt pháo á. À, không có ở đâu có cái văn bản chính thức nào để cho chúng ta đốt pháo hết nhưng mà à, ở đây họ có những cái hay tức là họ hiểu được cái văn hóa đó của người Việt Nam cho nên là cũng mắt nhắm mắt mở. Dĩ nhiên à, đối với lại những nơi lớn ví dụ như là thành phố Westminster khi mà họ tổ chức um, diễn hành Tết, đốt pháo, dây pháo rất là dài thì uh, không phải là um, Ai cũng có thể đứng ra đốt pháo mà sẽ là ở bên đội cứu hỏa, lính cứu hỏa là người ừ. họ sẽ dựng cái đó lên xong rồi họ là sẽ là người trong pháo để bảo đảm tất cả đều an toàn hết. Cái chữ hồi nãy chị Lan nói nhắm mắt mở để cho người Việt <laughs> Nam của mình đốt pháo vào mỗi dịp Tết thưa quý vị, đúng là thật sự là mắt nhắm mắt mở tại vì à, em nghĩ là mấy ngày Tết đó, thường là lực lượng ừ. mà police này, rồi cứu hỏa người ta cũng làm việc rất là cực lực ở cái khu mà miền Nam Cali của của mình à, đơn cử là ở vùng mà vùng Phước Lộc Thọ của mình, Busan của mình thì à, lực lượng mà police cảnh sát người ta làm việc rất là nhiều. Thành ra là và một lần nữa thì mình cũng cảm ơn tất cả lực yeah. lượng cảnh, cảnh sát cũng là mắt nhắm mắt mở bảo vệ <laughs> người dân trong những cái quá trình mà chúng ta chơi Tết Nguyên Đán. Yeah, nhưng mà cũng có cái trường hợp á là có những cái khu thương mại nha ở quanh cái vùng Lý Đô Sài Gòn này mình là ăn một cái cũng là chủ đất của người Việt nhưng mà họ lại đưa giấy trước đó cấm hết tất cả những cái cơ sở thương mại ở đó đốt pháo nếu đốt pháo là họ sẽ phạt tiền và cái số tiền họ phạt rất là nhiều thì cái đó cũng đúng là là họ nói ở ờ, sợ những cái chỗ mà không phải là người Việt Nam người đó họ phiền với tiếng pháo đi đùng đi đùng nhưng mà cũng hơi Hay khó <laughs> hơi khó khăn hơi khó khăn hơi khó quá à, thưa quý vị à... Dịp Tết đến thì mình sẽ nói nhiều đến chùa chiền nhưng mà trước mắt á, là trong thời gian qua không hiểu vì lý do gì có rất là nhiều những ngôi chùa đã bị kẻ trộm, kẻ cướp tấn công ở cái vùng lít đô Sài Gòn của mình trong thời gian qua thì mình cũng đã nghe nhiều rồi nhưng mà ở đây á, Ngọc Lan đọc được cái thông tin là ngôi chùa này là ở bên New Mexico ngôi chùa nói chùa là cũng ngôi chùa Việt Nam chùa Hội Phước thì một vị thầy ở đây đã đưa lên trên Facebook của mình á. À, nói là cái việc này đã, nó xảy ra là từ ngày 13 tháng 12 rồi nhưng mà cùng một lượt nhiều ngôi chùa ở quanh cái khu vực đó đều bị những cái kẻ xấu nó vào để nó lục tung lên nó à, kiếm đồ đạc à, cùng một ngày mà à, một ngôi chùa cũng gần nhau thôi một ngôi chùa thì lúc 9 giờ 5 30 sáng rồi một ngôi chùa thì lúc 1 giờ trưa rồi chùa hội phước là chùa mà À, vị thầy này đưa lên đó, thầy là lúc à, 11 một giờ sáng, có nghĩa là theo camera họ coi lại, mà những ngôi chùa này ở những cái vùng vắng vẻ như vậy á, thì thường chỉ có một vị thầy thôi à? Nó, những ngôi chùa nó nhỏ nhỏ, một vị thầy thôi, cho nên à, ví dụ như cuối tuần á, thì còn có nhiều phật tử đến để mà tu tập và để mà cúng vân vân, nhưng mà bình thường mỗi ngôi chùa như vậy có một người thầy, cho nên có nhiều khi à, người ta nói rằng là ở ừ, hồi đó giờ trong cái tâm tưởng của người Việt Nam á, chùa tức là cái gì cũng ta nói chùa có nghĩa là nơi đến có thể đến bất cứ lúc nào uh, ăn chùa cái chùa như vậy có nghĩa là nơi đó là của bá tánh nhưng mà ở bên mỹ này nó có những cái khác ví dụ như chùa người ta có giờ mở cửa có giờ đóng cửa đôi khi mình cũng thắc mắc là chùa mà tại sao có giờ đóng cửa nhưng mà bởi vì cái an ninh ở đây nhất là những cái chỗ này thì vị thầy này đưa lên nói rằng là quý vị cũng thông cảm là bởi vì nó có những cái chuyện như vậy xảy ra khi mà họ đến mà họ theo camera thì đến thường là một nhóm người rồi nó tìm cách này cách khác để mà nó canh để cho người ta uh, ai vô rồi nó xong vô vân vân rất là nhiều cái bất an như vậy. Dạ vâng. À, em nghĩ rằng là do người ta chắc cũng nắm được cái văn hóa của người Việt Nam của mình là chùa thường là giữ những cái tiền mà tiền tiền cúng của cúng dường của rất là nhiều người mà ít khi nào người ta đưa, em thấy là chùa người ta cũng tự quản về số tiền đó thì ít khi nào đưa vào trong ngân hàng trong ban để mà để trong chùa vậy thì rất là dễ để cho những cái người xấu thưa quý vị những kẻ xấu thì nó để ý mắt để mắt tới. cái à, thưa quý vị, trong cái đợt dịch COVID-19 mà trong năm 2020 cho đến, đến đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là COVID-19 nó vẫn còn hiện diện và cũng ra những cái chủng mới thì cũng rất là nguy hiểm. Hôm nay thì rất là nhiều những cái người uh, chúng ta những người dân chúng ta cũng bị COVID-19 rồi bạn bè thái cũng bị rất là nhiều. thương vị, mà nó ra một cái chủng mới thì cái chủng này nó làm cho mình rất là mệt mỏi, vừa ho mà vừa mất giọng mà nó làm cho mệt mỏi lắm mà lây rất là nhanh. Thành ra quý vị nào chúng ta mà chưa chích ngừa COVID thì chúng ta có thể là đến ngay những cái trung tâm hay là CVS hay là ở trong nơi khám sức khỏe của mình đó để có thể mà chích ngừa nếu như mà chúng ta muốn cho cơ thể chúng ta có một cơ thể nó an toàn. Liên quan đến vấn đề chích ngừa COVID thưa quý vị, ở trước trong năm 2020 thì có một cái loại thuốc nó rất là nổi lên. Đây là một cái loại thuốc mà giống như là thuốc chữa bệnh sốt rét mà chúng ta thường được là biết đến cái tên của nó khi mà đại dịch COVID-19 vừa bùng lên. Đó là cái thuốc à, hydroxychloroquine. Đây là một cái loại thuốc mà để chữa bệnh sốt rét. Mà trong quá trình mà mới bùng phát dịch đó chúng ta chưa có cái thuốc ngừa hay là chúng ta chưa có cái thuốc phòng á thì cái thuốc này như là một cái liệu pháp rất là an toàn mà được quảng bá rộng rãi, hầu như là tất cả các quốc gia nào người ta cũng sử dụng cái thuốc này để mà ngăn chặn những cái người nào bị đang bị nhiễm COVID-19. Trong đó thì có một số vấn đề liên quan đến chính trị như là tổng thống Donald Trump cũng là có quảng bá cái thuốc này coi như giống như là một cái loại thuốc nào đặc đặc trị đặc hữu để mà có thể mà trị, trị à, sốt rét ngay thời điểm đó à, trong một cái thời gian dài như vậy tính từ năm 2020 cho đến bây giờ thì à, tất cả các nhà nghiên cứu y tế người ta đã nghiên cứu là có đến hơn 17.000 người có thể đã chết do người ta sử dụng cái loại thuốc này trong điều trị và lễ Thái Ngọc Lan sẽ quay trở lại cái bản tin này sau một vài thông tin thương, thương mại quý vị dự bản hình